Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm sắc, tác giả Lạc Lâm Lan, chương 831. Tôi nghe mà thầm cảm thấy buồn cười, mấy con ác quỷ lại còn muốn thấy ánh mặt trời ư. Nghĩ vậy nên tôi nói với Đinh Nhất, đưa dao thép cho tôi. Tôi đã từng đánh nhau với bọn nó trong tranh, bản lãnh cũng thường thường thôi nhưng chú họ vẫn luôn che phía trước chúng tôi lại quay đầu bảo, yên phận đứng đó đi. Những con quỷ này không đơn giản như cháu tưởng đâu, lúc bọn chúng bị nhốt trong tranh thì bản lĩnh bình thường, nhưng một khi ra ngoài. Lời chú họ còn chưa nói dứt, mười mấy con quỷ kia cũng đã lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Chú ấy lập tức quay đầu lại vung đao lên với đàn quỷ dữ, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên chặt đứt một bên cánh tay của con ác quỷ chạy trên cùng. Tôi nhìn mà vô cùng khiếp sợ không ngần thanh đau này quả nhiên rất lợi hại, gần như chỉ cần đau khí là có thể giết quỷ trong vô hình. Không biết tương lai nếu có một ngày để chú họ thật sự luyện thành thiên nhân trảm, đến lúc đó lão hắc và lão bạch sẽ thế nào? Lúc này chú họ hơ vài cái bổ một nữ quỷ thành hai, nữ quỷ kia tức thì gào lên thảm thiết rồi biến thành một đống xương khô. Khi ấy tôi mới khôi phục tinh thần lại, việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt mười mấy con ác quỷ này cái đã. Còn về gút mắt giữa chú họ và lão Hắc, lão Bạch, trước hết cứ quăng đó để nói sau. Tuy hồi trước tôi biết chú họ rất lợi hại, nhưng lần này mới xem như thấy được bản lĩnh của chú. So sánh với chú họ, chú Lê đúng thật chỉ là một ông thầy bói thường thôi. Giờ này chú ấy đang há miệng trừng mắt, nhìn từng chiêu từng thức của chú họ, ánh mắt đó quả thực giống như nhìn thấy được thần tượng của mình ấy. Rất nhanh, Chú họ chỉ nhấc tay vung đao là đã giết sạch 17 con ác quỷ, bây giờ chỉ còn lại một mình con quái vật nhìn giống khỉ kia thôi. Tuy nhiên cuộc chiến cũng bắt đầu trở nên rất đáng lo, con cuối cùng nhất định là con lợi hại nhất trong bọn chúng, nhưng lúc này rõ ràng chú họ cũng đã thở hổn hển rồi. Suy cho cùng vừa rồi chú đã vung tay mạnh mẽ xử lý 17 con ác quỷ, nói không mệt là giả, mà con ác quỷ giống con khỉ kia từ lúc bắt đầu vẫn luôn giữ thực lực chính là vì đang đợi 17 con ác quỷ đằng trước hao hết thể lực của chú họ. Tôi thầm sốt ruột, muốn cầm dao thép qua đó giúp chú họ, nhưng mà lại bị đinh nhất cản lại, cậu vẫn đừng nên đi qua, nếu làm không khéo còn gây thêm phiền phức cho chú ấy. Tôi vừa dâng lên muôn trượng hùng tâm thì đã bị một chậu nước lạnh của Đinh Nhất dập tắt. Có điều tôi cũng biết anh ta nói có lý, vì thế đành phải tiếp tục hậm hực đứng ở chỗ xa quan sát tôi nhìn từng đống xương trắng cách đó không xa xem ra những hài cốt đó chắc là những người bị hút vào trong tranh trước đây nếu không những con ác quỷ đó làm sao có được thực thể chứ bây giờ còn lại một con ác quỷ cuối cùng này coi bộ chính là con ác quỷ đội lốt thằng é kia rồi tưởng tượng đến có nhiều tánh mạng vô tội bị bức tranh tà ma này hại chết như vậy tôi chỉ hận vì sao nó không bị chúng tôi bắt gặp sớm một chút chứ lúc này chú họ đã dùng hết toàn lực nhưng con ác quỷ cuối cùng này gian xảo lạ thường mấy lần đều tránh thoát đồng công kích trí mạng của chú họ tôi thấy nếu còn tiếp tục như vậy cũng không phải cách đến lúc đó thể lực của chú họ sớm muộn gì sẽ bị nó tiêu hao hết vì thế tôi vội vàng quay đầu lại hỏi chú lê bây giờ chúng ta có thể làm gì đó để giúp chú họ đây chú lê suy nghĩ trong chốc lát rồi nói cách của chú họ cháu khác hẳn với người thường nếu chúng ta không rõ nội tình Tùy tiện giúp đỡ, chỉ sợ trái lại sẽ phá hoại đó. Tôi nghe thế thì rối đến vò đầu bức tai, đột nhiên tôi nghĩ tới chiếc răng thú kia của mình, nên lập tức xoay người hỏi Đinh Nhất, răng thú của tôi đâu. Đinh Nhất duỗi tay móc răng thú từ trong lòng ra, ở đây này. Tôi nhìn thấy rồi, vội vàng nói với anh ta, anh có thể đâm cái răng thú này vào giữa thân thể con ác quỷ kia hay không? Đinh Nhất cầm răng thú cân nhắc hai giây rồi nói với tôi chắc hẳn không phải là vấn đề lớn. Được, thứ này là vật đại hung, đâm nó vào trong thân thể của ác quỷ kia, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Tôi nói. Sau đó Đinh Nhất dựa theo lời tôi, thừa dịp chỗ chú họ một người một quỷ đang giao chiến lẫn nhau một cách hăng say, ném chiếc răng thú nhắm ngay ngực ác quỷ. Kỹ thuật của Đinh Nhất thì chắc chắn khỏi phải nói, tuyệt đối là trăm phát trăm trúng, cổ tay anh ta nhẹ nhàng hất lên, đâm chiếc răng thú vào thân thể của ác quỷ. Sau khi răng thú cắm vào người, thân hình con ác quỷ kia chấn động, tiếp đó cả người không tự chủ được trung lên. Chú họ nhân cơ hội tốt, một đau chém đứt đầu ác quỷ. Cuối cùng, toàn bộ 18 con ác quỷ đã bị chú họ tự tay đâm chết, thật sự là khiến lòng người sung sướng. Mà khi chúng tôi nhìn lại xương trắng đầy đất, trong lòng không khỏi lại thấy hơi lúng túng. Nhiều hài cốt như vậy, báo cảnh sát hay không báo cảnh sát đây. Co với xe đổ của chú Lê lúc trước, bây giờ tôi đúng thật là không dám dễ dàng động tới cảnh sát nữa. Suy cho cùng tự nhiên xuất hiện nhiều xương trắng như vậy, làm sao chúng tôi có thể nói cho rõ ràng chúng từ đâu ra chứ. Cuối cùng vẫn là chú họ có cách, trước hết chú bảo chúng tôi thu gom hết xương trắng trên mặt đất lại chất thành đống. Tiếp theo thì thấy chú lấy trên người ra một cái túi giấy nhỏ, mở ra xem bên trong là một ít bột phấn màu vàng nhạt tay chú ấy bấm quyết sau đó rắc bột phấn màu vàng xuống đống xương trắng đây là chuyện không thể tưởng tượng nhất mà tôi từng thấy không ngờ những bộ xương người cứng rắn đó trước bột phấn màu vàng này chẳng là cái thái gì trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn chú lê khoan thai nói bên tai tôi xem ra đây là phấn hóa xác đã tuyệt tích từ lâu hôm đó chúng tôi vẫn chờ mãi đến khi tro tàn trên mặt đất bị gió thổi tan hết rồi dùng một mồi lửa đốt chuỗi bức tranh về ác quỷ đã không còn ác quỷ ấy cuối cùng tôi tìm thấy chiếc răng thú cực kỳ cứng rắn kia trên mặt đất tuy rằng nó bị đốt đến hơi xám đi nhưng tôi chỉ vừa lau nhẹ thì đã khôi phục như lúc ban đầu ngày hôm đó chú họ thật sự mệt ghê gớm sau khi tôi đưa chú về nhà ước chừng chú ngủ cả một ngày một đêm mới hoàn toàn khôi phục sức lực sau đó chú mới kể cho tôi về lai lịch chân chính của bức tranh này. Tên bức tranh này là 18 ác quỷ, là vị sư phụ đầu tiên của chú họ, cũng là trưởng môn của thiên sư đạo hồi ấy, trương thiên sư vẽ nên. 18 con ác quỷ này đời trước đều là người tội ác tày trời, sau khi chết xuống âm ti, bọn chúng vẫn như thế không biết hối cải. Trái lại còn gây rối khiến lệ khí của địa phủ nặng nề, thế cho nên những tiểu quỷ khác bị việc này ảnh hưởng khó có thể hoàn thúc được, vì thế phán quan đang giữ chức lúc ấy bèn xin Trương Thiên sư của Thiên sư đạo giúp đỡ, hy vọng ông ấy có thể nghĩ cách loại bỏ lệ khí của 18 con ác quỷ này. Cuối cùng Trương Thiên sư nghĩ tới một cách, đó chính là dùng một miếng da dê già 10 năm trở lên làm vải bẻ tranh, ra lệnh quỷ sai hút 18 con ác quỷ vào trong đó, rồi ông ấy lại đóng ấn thiên sư của mình lên, thế là có thể nhốt 18 con ác quỷ này vào trong đó. Tiếp theo ông ấy lại vẽ lên mặt trên bức 18 ác quỷ một lớp tranh dương khí biển người tấp nập, sau đó đưa đến nhân gian, để nó hấp thu sự yên ổn của dương gian, hồng hóa giải lệ khí trên người 18 con ác quỷ. Chương 832 Nhưng ai ngờ Trương Thiên Sư ngàn tính vạn tính, lại không tính đến một chuyện. Đó chính là trong đông đảo đệ tử của ông ấy, có một đồ đệ nhỏ xấu xa thành thói. Người đồ đệ nhỏ này tuy rằng trời sinh thông minh, lại tâm tính không vững cả ngày chỉ nghĩ muốn thừa dịp lúc không có sư phụ muốn thử nhìn trộm ấn thiên sư của ông ấy ngày đó trương thiên sư mang theo mấy đồ đệ tuổi tác lớn hơn ra ngoài làm việc đồ đệ nhỏ kia bèn nhân cơ hội trộm ấn thiên sư ra chơi đùa kết quả lúc hắn đang chơi vui vẻ thì lại đột nhiên nghe có người gọi sư phụ đã về rồi trong lòng hắn hoảng hốt ấn thiên sư trượt khỏi tay rơi xuống đất Tuy sau đó đồ đệ nhỏ đã cuốn quýt trả lại Ấn Thiên Sư về chỗ cũ, nhưng mà không ai phát hiện bên dưới góc phải của Ấn Thiên Sư đã xuất hiện một vết trạng nho nhỏ. Về sau, Trương Thiên Sư vẫn không phát hiện ra, dưới tình huống đó dùng Ấn Thiên Sư có vết trạng đóng lên bên dưới bức 18 ác quỷ. Tới lúc này mới để cho 18 con ác quỷ này tuy bị nhốt ở trong tranh, nhưng lại có thể hút người xem tranh vào trong luôn. Nói vậy nhưng 18 con ác quỷ này cũng sợ hút vào quá nhiều mạng người sẽ có một ngày bị phát hiện. Cho nên những năm gần đây bọn chúng chỉ hút vào 18 người, để một ngày ra khỏi được bức tranh, có thể có hình dạng con người, đi lại trong thế gian. Còn về việc bọn chúng hút chiêu tài vào, tất cả đều là nội đang gây họa. Chắc là chúng phát hiện ra nội đang từ ngàn năm tu vi biến thành lại ở trên thân một người phàm, vì thế nên nỗi lòng tham. Nghe chú họ kể xong lai lịch của bức 18 ác quỷ này, tôi hơi nổi giận, cậu nhóc đồ đệ kia cũng đáng bị sư phụ hắn đét mông. Lúc này thì thấy sắc mặt của chú họ ông u nói, đồ đệ kia chính là chú. Tôi vừa nghe lập tức ngoan ngoãn câm miệng, sau đó xấu hổ cười cười, chẳng qua đồng thời tôi cũng thầm nghĩ trong lòng, xem ra mọi việc có nhân tất có quả, tuy rằng đó là món nợ mà chú họ thiếu từ mấy đời trước nhưng mà vòng đi vòng lại nhiều năm như thế cuối cùng vẫn là do chú ấy tự tay chấm dứt việc này sau khi chú họ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi chú ấy luôn như vậy tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng nhưng mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở thời điểm tôi khó khăn nhất tuy rằng bây giờ chúng tôi đều tự biết đối phương không phải là người thân chân chính của nhau nhưng tình cảm giữa chúng tôi lại thân hơn so với người thân cho nên đối với gút mắt giữa chú và Lão Hắc, Lão Bạch, tôi cần phải dùng cách của mình để giúp chú. Tuy rằng nhìn tư thế chú giết chết 18 con ác quỷ, xem ra chú cũng không sợ Hắc Bạch vô thường. Nhưng thực lực của hai con hàng kia cũng không thể khinh thường, nếu không chú họ cũng sẽ không ngược xuôi Nam Bắc để luyện thanh thiên nhân trảm kia. Nói đến thanh thiên nhân trảm, lòng tôi cũng không khỏi âm ỉ lo lắng, dù sao tôi cũng là kẻ giúp lẽ phải chứ không giúp người thân. Đối với chuyện khác của chú họ, tôi cũng không nói gì, nhưng duy nhất chỉ có thanh thiên nhân trảm này. Nếu đúng như lời chú Lê nói là phải giết chết một ngàn mạng người mới có thể luyện thành, vậy đối với một ngàn mạng sống sờ sờ này, thật sự quá không công bằng. Bả lại, dùng một ngàn mạng người để luyện hóa, cho dù ngày sau thật sự luyện thành, vậy báo ứng tội lỗi mà chú họ phải chịu có phải cũng sẽ rất nặng không? Nếu đã như vậy, thà rằng vào địa phủ để đầu thai sớm cho xong. Ai ngờ vài ngày sau, chú họ lại quay về, chỉ là lần này chú muốn đặt thần bảo hộ trước đây mình thờ phụng trong nhà chiêu tài. Có lẽ là vì đã có bài học đầu tiên, khiến chúng tôi đều cảm thấy trước kia hơi xem nhẹ chiêu tài khi trong người có mang nội đang hồ ly. Lúc này mới để những kẻ tà ma lòng dạ khó lường lợi dụng sơ hở. Bây giờ chú họ đặt thần bảo hộ bà nội hồ ở chỗ chiêu tài. Một là có thể bảo vệ cả nhà chị ấy bình an. Hai là cũng vì giờ đây chú bôn ba khắp nơi, không còn rảnh để thờ phụng đàng hoàng nữa. Mới đầu tôi cho rằng lão Triệu sẽ không chấp nhận được, dù sao anh cũng là một bác sĩ tin tưởng khoa học, thờ phụng thần bảo hộ ở nhà, nói ra không khỏi làm người ta cười đến rụng răng à. Nhưng không ngờ lão Triệu lại nói với vẻ thản nhiên, cháu biết ngày tháng yên bình của cháu và chiêu tài làm sao mà có cho nên thờ phụng thần bảo hộ ở chỗ cháu cũng là theo lẽ thường. Chỉ là trước đây cháu không có kinh nghiệm ở mặt này, sợ có những kiên kỵ mình không biết, đến lúc đó lại khiến thần bảo hộ không vui. Chú họ nghe thế thì cười và nói, cái này không lo, cháu chỉ cần thu xếp một căn phòng trống, thờ phụng thần bảo hộ ở đấy. Sau này mỗi ngày mùng 1 và 15, Tết nhất lễ lạc, cúng một ít hoa quả và một cái đùi gà là được chỉ đơn giản như vậy ạ à. lão triệu hơi giật mình chú họ gật đầu chỉ đơn giản như vậy thôi cháu chỉ cần nhớ đây là thần linh bảo vệ nhà mình cần thành khẩn thờ phụng vậy thì không có gì vấn đề gì từ đấy về sau phía trước phòng sách của nhà lão triệu có thêm một bàn thờ nhỏ bình thường hay dùng vải đỏ che lại bởi vì chú họ có nói thần bảo hộ thích yên tĩnh cho nên chỗ này trở thành nơi yên tĩnh nhất trong nhà có đôi khi tôi sợ chiêu tài quên mất, cho nên mỗi khi tới mùng 1-15 tôi đều sẽ mang theo ít hoa quả đến thăm nhà anh chị. Nhưng sau này tôi dần dần phát hiện, đồ hai vợ chồng họ mua còn tốt hơn tôi mua rất nhiều. Trước khi chú họ đi, tôi vẫn không kìm được hỏi chú về chuyện thanh thiên nhân trảm, xét cho cùng tình cảm là tình cảm, đạo đức là đạo đức. Chú họ nghe rõ ý tôi rồi nhìn tôi chầm chầm với vẻ mặt nghiêm túc hết mấy giây, trong lòng tôi lập tức nặng nề sợ chú sẽ nói ra câu gì khủng khiếp gây sốc lắm. Kết quả chú nhìn tôi một lát rồi cười ha ha bảo, xem ra đã dọa cháu rồi, dù thế nào chú cũng sống lâu hơn cháu hơn 100 năm đấy. Ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, có một số việc tất nhiên là chú hiểu rõ. Cháu cũng không cần lo lắng không đâu, chú có thể nói cho cháu biết thế này nhé. Hễ là vong hồn chết dưới đau của chú đều là người đúng ra phải chết, hơn nữa đều không phải tự chú ra tay là sao ạ à? tôi tỏ vẻ ngờ vực có nghĩa là chú có thể tính ra người nào có hung tinh chiếu mạng hắn sẽ giết chết một người vào một thời gian cụ thể nào đó việc mà chú phải làm chỉ là cung cấp hung khí giết người mà thôi mặc dù họ không cần đau của chú thì cũng sẽ dùng đau khác bởi vì bất kể là kẻ giết người hay là kẻ bị giết đều là số mạng định sẵn của họ không thể thay đổi chú họ nói tuy rằng lời chú họ nói có một phần tôi không hiểu nhưng mà tôi lại nhớ kỹ một điểm đó chính là cái chết của những người này nó xảy ra trong tình huống không có sự can thiệp của chú họ biết được điểm này đối với tôi cũng đã đủ rồi tối nay tôi và đinh nhất ăn cơm ở nhà chú lê ba chúng tôi đều không hài lòng cho lắm với tình trạng làm việc gần đây đó là quá nhàn cũng đã lâu không có khoản thu nhập nào thật ra sau chuyện bức tranh ác quỷ lần trước tôi vẫn luôn nhớ thương căn nhà cổ của ông Ngụy. Không phải tôi thổi phòng căn hộ đó, chứ trừ tôi ra thì thực sự không ai dám lấy. Người thường chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là đã không dám mua rồi. Nhưng thực tế chúng tôi đều biết, từ sau khi bức tranh 18 ác quỷ rời khỏi đó, căn hộ kia đã sạch sẽ từ lâu rồi. Chương 833 Chú Lê vừa nghe tôi muốn lấy căn hộ kia, cũng gật đầu, khỏi nói, vị trí và diện tích của căn hộ đó đều rất tốt, nhưng mà nếu coi lại nhà có ma mà mua, giá cả họ ra có hơi cao. Tôi nghe xong thì nói với chú, cái này dễ nói mà, cháu cảm thấy đến lúc đó còn có thể ép giá xuống thêm chút nữa. Nhưng cũng đừng ép quá ác, suy cho cùng bây giờ căn hộ của người ta cũng đã sạch sẽ rồi. Ai ngờ ngay lúc ba chúng tôi đang nói chuyện phím hăng say, còn định một hai ngày nữa sẽ đi xem thử căn hộ của nhà họ Ngụy đã rao bán hay chưa, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Thằng cha này trước đó vẫn đi phá án ở tỉnh khác, lúc này sao lại đột nhiên nhớ tới việc gọi điện thoại cho tôi? Chẳng lẽ anh ta đã trở về? Mà khi tôi bắt máy, lòng không khỏi nặng nề. Điện thoại do đồng nghiệp của Bạch Kiện gọi từ Vân Nam về, nói giờ này Bạch Kiện đang được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trước khi hôn mê, anh ta đã dặn dò cấp dưới phải nghĩ cách liên hệ với tôi, bảo tôi gấp rút đến Vân Nam một chuyến. Hai ngày sau, ba chúng tôi ngồi taxi đến cao tốc Côn Ma ở Sipasong Phana vì cuộc điện thoại từ đồng nghiệp của Bạch Kiện. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến một thị trấn nhỏ ở biên giới Vân Nam, huyện Mảnh Lạp. Mấy ngày trước, lúc Bạch Kiện chấp hành nhiệm vụ ở đây thì bị thương nặng, hiện giờ còn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng ICU. Trước đó Bạch Kiện và những người trong tổ mà anh ta mang theo đã chuẩn bị rất chặt chẽ cho lần hành động này nhưng cuối cùng kết quả lại là cái giá đau đớn thê thảm hai chết một bị thương nặng từ trong giọng nói kinh hoàng của đồng nghiệp bạch kiện tôi có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó nguy hiểm biết bao nhiêu nhưng đối với những chiến sĩ công an cảnh sát quanh năm phấn đấu ở tiền tuyến như họ mà nói đây chỉ là một lần làm nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm nhưng lại bình thường thôi chứ sao lại trở thành kết quả như thế này chứ trong điện thoại Người nọ chỉ nhấn mạnh trước khi Bạch Kiện hôn mê đã từng muốn tôi nhanh chóng đến đó, nhưng đối với việc vì sao tình hình bây giờ lại phát triển đến nông nổi này thì không đề cập đến nửa chữ. Nhưng vừa nghe cậu ta nói Bạch Kiện cũng phải vào nằm trong ICU, tôi cũng chỉ đành vội vã chạy đến đây cùng chú Lê và Đinh Nhất bằng tốc độ nhanh nhất. Chờ khi chúng tôi tới bệnh viện Nhân dân huyện Mảnh Lạp, trước cửa đổ rất nhiều xe cảnh sát, bởi vì tôi đã gọi trước cho số điện thoại di động của Bạch Kiện nên lúc này đã có một người cảnh sát dáng vóc hơi mập chờ chúng tôi ở cửa bệnh viện tôi đã nhìn thấy nên đưa tay ra trước bắt tay với cậu cảnh sát kia sau đó nói bằng vẻ nôn nóng tình hình của bạch kiện bây giờ thế nào cậu ta nghe thế thì sắc mặt âm trầm không tốt lắm đã hôn mê gần ba ngày rồi bác sĩ nói nếu vẫn còn chưa tỉnh lại chỉ sợ không thể ước đoán được tổn thương đối với não bộ đến lúc đó mặc dù có thể tỉnh nhưng cũng sẽ để lại một ít di chứng. Chẳng lẽ không thể chuyển viện sao? Cảnh sát nhân dân vì chấp hành nhiệm vụ mà bị thương nặng, không thể dùng máy bay trực thăng chuyển viện à? Thật sự không được thì tôi tự bỏ tiền. Chuyển đến bệnh viện lớn gần nhất, vẫn tốt hơn là ở lại thị trấn nhỏ này. Có lẽ là vì biểu cảm của tôi ngay lúc đó quá khó coi nên cậu cảnh sát béo nhìn thấy thế thì khẽ sửng sốt. Sau đó vẻ mặt út ức nói, chúng tôi cũng muốn cho sếp chuyển viện tuy nhiên bây giờ vết thương của anh ấy quá nặng nếu tùy tiện chuyển viện chỉ sợ chỉ sợ sẽ tôi thấy cậu ta hơi nghẹn ngào thì hiểu ngay xem ra lần này bạch kiện gặp phải cái hố sâu rồi vì thế tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu ta rốt cuộc sau anh ấy lại bị thương nặng như vậy là súng bắn bị thương cảnh sát béo lắc đầu đáp không phải anh ấy bị người ném từ tầng năm xuống cái gì Tôi nghe thấy trong lòng vừa sợ vừa giận. Bây giờ còn có phần tử tội phạm càng rỡ như vậy sao? Chống lại lệnh bắt còn chưa tính, còn dám ném cảnh sát từ trên lầu xuống. Chúng tôi vừa nói vừa đi tới phòng ICU trên lầu. Lúc này ngoài cửa có mấy cảnh sát canh chừng, có người ngồi trên đất, có người dựa nghiêng vào tường. Trên mặt họ đều phủ đầy sự tối tăm. Tôi thấy mấy người này rất quen, chắc họ đều là cấp dưới do một tay bạch kiện dạy dỗ ra họ thấy tôi thì tới chào hỏi xem ra họ đều đã biết tôi chính là trợ giúp bí mật của bạch kiện cảnh sát béo kia tên lưu mẫn đàn ông mà lấy tên mẫn đúng là không nhiều lắm chính là cậu ta kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho chúng tôi một lượt sau khi nghe xong tôi cũng vô cùng khiếp sợ không ngờ nhóm bạch kiện chỉ phá vụ án liên tỉnh bình thường thế mà lại gặp phải loại chuyện này khó trách trước khi anh ta hôn mê nhất định phải tìm tôi đến đây Hóa ra vào hai tháng trước, nhóm Bạch Kiện phá tan một vụ buôn lậu thuốc viện cực lớn, thu được 50 kg ma túy, bắt giữ tại trận bảy tên tình nghi. Sau đó, khi cảnh sát thẩm vấn thành viên chủ chốt của băng thuốc viện thì có được một manh mối quan trọng. Đó chính là cửa trên của bọn chúng là một tên trùm ma túy tên Đà Gia. Tên Đà Gia này vẫn luôn hoạt động ở mấy thị trấn nhỏ của Sipa Sống Phana ở gần biên giới, có một mạng lưới buôn lậu thuốc viện khổng lồ. Một trong số những kẻ tình nghi còn thú nhận, chúng đã hẹn sẵn với tên Đà Gia, chờ giao hết đợt hàng này, chúng sẽ đến Vân Nam tìm hắn để mua hàng tiếp, số lượng là gấp 3 hiện giờ. Nhóm Bạch Kiện nghe thấy, đây chính là một manh mối đặc biệt quan trọng đấy. Vì thế lập tức liên hệ đồng nghiệp ở Sipa Sống Pana, thiết kế lần hành động chung này. Để lần hành động này được thuận lợi, thậm chí nhóm Bạch Kiện đã đến Vân Nam từ 2 tháng trước, bố trí sẵn tất cả những tình huống xảy ra có thể nghĩ đến được, vì có thể một lần tiêu diệt gọn mạng lưới buôn lậu thuốc viện vẫn luôn chiếm đóng ở biên giới. Mấy ngày trước, nhóm Bạch Kiện để kẻ tình nghi bị bắt lúc trước là lão phí chủ động liên hệ với đại gia, hẹn địa điểm và thời gian giao dịch, còn cả số lượng giao dịch. Bởi vì là lần hợp tác thứ hai nên đối phương cũng không nổi lòng nghi ngờ gì, xác định xong thời gian cụ thể, địa điểm và số lượng giao dịch lần này rất nhanh nhưng không ngờ tên đại gia này lại yêu cầu phải thanh toán bằng tiền mặt, bởi vì tuy bây giờ chuyển khoản ngân hàng rất thuận tiện, nhưng điều đó cũng mang lại sự tiện lợi cho cảnh sát khi truy xét tiền tham ô, cho nên không có tiền mặt thì không bằng gì cả. Nhưng căn cứ vào mức giá mà đại gia đưa ra, lô hàng này cần chuẩn bị ít nhất 10 triệu tiền mặt. Cuối cùng nhóm Bạch Kiện và cảnh sát địa phương vay mượn khắp nơi cũng gom được 20 vạn tiền mặt. Phần còn lại thì đều dùng tiền giả của ngân hàng để thay thế, dù sao cũng giấu ở phía dưới, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Bởi vì trước khi nhóm Bạch Kiện bắt giữ kẻ tình nghi thì Lão Phí và Đại Gia cũng chưa gặp mặt nhau, lần trước đều là do một người địa phương tên Trước Tử làm trung gian giới thiệu. Hiện giờ tên Trước Tử đã bị cảnh sát Sipa Sống Panna khống chế, toàn bộ quá trình hắn sẽ phối hợp với hành động của nhóm Bạch Kiện. Hơn nữa, để Bạch Kiện giả mạo Lão Phí tiến hành hoạt động giao dịch với Đại Gia, vào ngày hành động, tổng cộng có bốn người đi tham gia giao dịch, người trung gian trước tử, bạch kiện sắm vai lão phí, còn có hai cảnh sát chống ma túy có tài giỏi sắm vai tay sai của lão phí, trong đó có một cảnh sát là người địa phương shiper sống Pana, vì để phòng ngừa trước tử dùng tiếng bản địa trao đổi qua lại với đại gia, phản bội trước trận. Chương 834. Địa điểm giao dịch được hẹn ở một tòa nhà chưa xây xong, để không rút dây động rừng. Lúc ấy tất cả lực lượng cảnh sát cũng không tới quá gần địa điểm giao dịch, dù sao đối phương cũng là bọn rắn độc ở bản địa, có một chút xíu gió thổi cỏ lay thì sẽ bị phát hiện ngay. Cuối cùng dùng tín hiệu trên người Bạch Kiện làm hiệu lệnh, chỉ cần anh ta phát ra tín hiệu, cảnh sát đặc nhiệm mai phục ở gần đó sẽ từ từ bao vây địa điểm giao dịch, để bọn chúng một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Vốn dĩ những chuyện này đều tiến hành dựa theo kế hoạch cảnh sát đặc nhiệm đợi ở ngoài chỉ chờ bạch kiện phát tín hiệu mà thôi nhưng ai ngờ cuối cùng họ chờ được lại không phải tín hiệu của bạch kiện mà là một tiếng rầm rất lớn bạch kiện bị ném từ tầng năm xuống ngã thật mạnh lên một đống cát ở dưới lầu tất cả cảnh sát mai phục ở bên ngoài đều phát ngốc họ cũng không đợi tín hiệu gì nữa hét lên rồi ào ào xông vào người đi xem tình trạng của bạch kiện người thì rút súng xông lên lầu kết quả khi cảnh sát đặc nhiệm đến nơi giao dịch trên lầu lại thấy được một cảnh khiến người ta khiếp sợ thậm chí có mấy cậu cảnh sát trẻ còn nôn ra ngay tại chỗ trên nền xi măng của tầng năm nơi nơi đều là bộ phận cơ thể người quả thực là máu me giống như một lò sát sinh qua những mảnh quần áo rách nát của người chết phát hiện đó chính là hai cảnh sát chống ma túy đi cùng với bạch kiện trong lòng những người ở đây trừ căm hận kinh ngạc càng nhiều hơn là sợ hãi Cuối cùng bọn họ phát hiện trước tử ở trong một góc khe kiến trúc đổ nát đã bị dọa đến ngớ ngẩn từ lúc nào. Thằng nhãi này lúc thì khóc lúc thì cười. Căn bản nói không rõ vừa rồi bên trên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà cái túi rệt màu đỏ trắng xanh chứa 20 vạn tiền thật và 980 vạn tiền giả lại cũng biến mất không thấy đâu. Dưới lầu, đồng nghiệp cấp cứu cho Bạch Kiện nhanh chóng gọi 120, nhưng xem tình trạng của anh ta, không ai dám tùy tiện động vào bởi vì không biết lúc ấy rốt cuộc Bạch Kiện bị thương nặng đến mức nào. Điều duy nhất đáng mừng là lúc ấy Bạch Kiện vẫn còn tỉnh táo, anh ta nói với đồng nghiệp gần nhất một cách đứt quãng, lấy, lấy di động của tôi, gọi cho, tiếng bảo, bảo, bảo cậu ta, lập tức, đến, đến đây. Sau khi nói xong câu đó, Bạch Kiện hoàn toàn hôn mê, lúc ấy đồng nghiệp ở đây không một ai hiểu lời này của sếp là có ý gì nhưng khi đó cứu người quan trọng nhất, cho nên cũng không có ai lập tức gọi điện thoại cho tôi. Sau đó pháp y của địa phương tìm được ở hiện trường toàn bộ thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh, chỉ là nó đã rách nát đến không thể ghép nối họ lại hoàn chỉnh. Việc này khiến cho lãnh đạo của hai tỉnh coi trọng cao độ, ra lệnh thẩm vấn trước tự suốt đêm, quyết phải làm hắn khai lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên cảnh sát liên tiếp thẩm vấn hai đêm, nhưng thằng nhóc này vẫn đần độn si ngốc cái gì cũng không hỏi ra được. Hết cách, cảnh sát phải tìm một bác sĩ khoa thần kinh tới kiểm tra cho trước tử, nhưng nhận được kết luận lại là người bị hoảng sợ quá độ khiến tinh thần gặp chướng ngại, có lẽ sẽ khôi phục được, hoặc có lẽ sẽ mãi bị như vậy. Lần này mọi người trợn tròn mắt, hai người duy nhất biết chân tướng lại là một điên một bị thương nặng, ai cũng không thể lập tức nói ra sự thật. Cuối cùng họ sực nhớ ra lời của Bạch Kiện trước khi hôn mê vì thế lúc này mới gọi điện thoại cho tôi ba chúng tôi nghe lưu mẫn kể xong lông mày cả đám đều nhăn tít lại tự hỏi trong lòng là sức mạnh kiểu gì mới xé nát được hai cảnh sát trẻ trung khỏe mạnh lại ném bạch kiện bản lĩnh cao cường từ tầng năm xuống còn dọa cho kẻ trung gian trước tử hoàn toàn đần độn nếu vào giây phút cuối cùng trước khi hôn mê bạch kiện còn không quên bảo đồng nghiệp của anh ta thông báo cho tôi đến đây vậy chứng minh chuyện này không phải do con người làm nếu không bạch kiện cũng sẽ không gọi tôi tới bởi vì thời gian gấp rút nên chúng tôi phải lập tức tìm ra chân tướng của vụ việc nhìn những đồng nghiệp của bạch kiện cả đám đều ngập tràn đau đớn và giận dữ lại không biết nên đi đâu bắt hung thủ vì thế tôi nói rất nghiêm túc với bọn họ tôi biết các anh rất phẫn nộ tôi cũng vậy nếu bạch kiện tìm chúng tôi tới thì chúng tôi phải tìm ra chân tướng sự thật đến lúc đó sẽ có cơ hội để các anh báo thù cho bạch kiện và đồng đội đã hy sinh nhưng bây giờ tôi hy vọng các anh có thể dốc hết sức phối hợp với tôi tôi đứng đây cảm ơn mọi người trước kết thúc động viên trước cuộc chiến ba chúng tôi chi binh ba hướng một cảnh sát đưa chú lê đi xem xét trước tử phát điên ra làm sao nếu như là bị dọa mất hồn vậy thì dễ rồi chú lê đều có cách gọi hồn về mà đinh nhất theo một cảnh sát khác đến hiện trường vụ việc xem xét có lẽ anh ta có thể tìm ra vài thứ tồn tại mà cảnh sát nhìn không thấu. Còn tôi ấy à, thì nhanh chân đến xem thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh, tuy đã không còn hình người, nhưng tôi vẫn muốn thông qua ký ức trong tàn hồn của họ để xem tình hình lúc đó. Khi được lưu mẫn dẫn vào phòng giữ xác của nhà tang lễ huyện, tôi vẫn hơi lo lắng, bởi vì lát nữa thi thể phải xem rất đặc thù, không biết tôi có thể chịu đựng được tác động thị giác mạnh mẽ như vậy không lưu mẫn vừa đi vừa nói với tôi chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ truy điệu liệt sĩ ở đây vào thứ tư tới hy vọng đến lúc đó có thể cho họ một lời giải thích thỏa đáng thực sự không hy vọng đồng đội của chúng tôi chết không rõ ràng như thế này tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của họ dẫu sao tổ chức lễ truy điệu là để lưu giữ tên tuổi bây giờ vụ án chưa rõ đến lúc đó cả bài từ truy điệu cũng không dễ viết vì thế tôi vỗ lên bờ vai của cậu ta và nói yên tâm đi Tôi tin tưởng bằng những nỗ lực chung của chúng ta, chắc chắn sẽ cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Lúc này một nhân viên công vụ của nhà tang lễ đã đi tới, mở ngăn kéo tủ đông có chứa di thể của hai vị liệt sĩ cho chúng tôi. Khi anh ta từ từ kéo ra khóa kéo của một chiếc túi bọc xác trong đó, mùi máu tươi lập tức sọc vào mũi tôi. Tôi không thể không nhíu mày lại, nghĩ thầm cũng đã đông lạnh nhiều ngày thế rồi mà thi thể vẫn còn có mùi máu đậm như vậy sự thảm thiết ở hiện trường lúc ấy hẳn là không khó tưởng tượng ra đáng tiếc với khoảng cách hiện giờ tôi đứng lại không cảm nhận được một chút tàn hồn nào tồn tại đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì tuy rằng trong lòng tôi thật sự không dám đụng chạm đến di thể của liệt sĩ nhưng dưới tình huống như vậy tôi cũng không có lựa chọn khác tôi nhìn một lát cuối cùng vẫn chạm vào một cánh tay của thi thể bởi vì đó đã là nơi tương đối hoàn chỉnh trên cả thân thể rồi tuy nhiên dù tôi có ép mình đặt tay lên nhưng lại vẫn như cũ cái gì cũng không cảm nhận được lúc sau tôi lại thử một thi thể khác nhưng kết quả vẫn giống nhau nửa tia tàn hồn cũng không tồn tại có lẽ là bởi vì bọn họ chết quá thảm cho nên hồn bay phách tán điểm này tôi vẫn phải về hỏi chú lê thử mới được xem ra trước mắt chỗ tôi là không tìm thấy bất kỳ manh mối có ích gì giờ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở hai người bên kia Chương 835 Đạo gia cho rằng con người có ba hồn, một là thai quan, hai là sản linh, ba là ưu tinh. Khi hai người nhóm chú Lê và Đinh Nhất còn chưa trở về, tôi đến bệnh viện thăm Bạch Kiện trước, nhưng tình trạng hiện giờ của anh ta vẫn không mấy lạc quan. Trước đó lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể anh ta bị gãy xương nhiều chỗ, một cái xương sườn còn đâm xuyên qua lá lách gây xuất huyết nghiêm trọng. Nhưng đây cũng không phải phần nặng nhất, ngoại thương trên cơ thể hiện giờ cơ bản đều đã có xu hướng ổn định, nhưng đầu của anh ta lại bị thương nghiêm trọng. Trước đó chụp quang cho thấy, sở dĩ lý do tại sao đến bây giờ anh ta còn hôn mê bất tỉnh là vì có một cục máu đông ở phần đầu đã đè lên dây thần kinh. Mà vị trí của cục máu đông kia lại rất đặc biệt, hiện giờ đừng nói là bệnh viện ở cái thị trấn nhỏ này. Cho dù là bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước về ngoại khoa não cũng không dám tùy tiện thực hiện phẫu thuật. Giờ đây đối với Bạch Kiện mà nói, kết quả tốt nhất chính là tự anh ta tỉnh lại, sau đó chờ đến khi các vết thương khác trên người đều ổn định, mới có thể chuyển viện để tiến hành phẫu thuật não. Bởi vì tôi là người trước khi Bạch Kiện hôn mê đã chỉ tên muốn gặp, cho nên dù bây giờ anh ta còn đang hôn mê, tôi vẫn được cho phép vào ICU thăm 10 phút. Thay quần áo vô trùng xong, tôi được y tá dẫn vào. Nhìn Bạch Kiện bị băng kính như một cái xác ướp trong lòng tôi chua sót trước khi đi anh ta còn ăn cơm với chúng tôi không ngờ khi gặp lại thì đã thành ra thế này tuy tôi cũng không biết anh ta có thể nghe thấy lời tôi nói hay không nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói người anh em tôi tới rồi những chuyện tiếp theo anh không cần lo lắng nữa tôi phải điều tra cho ra rốt cuộc là con rùa khốn kiếp nào ném anh từ trên lầu xuống còn nữa nhé anh nhất định phải bình an nhanh chóng tỉnh lại cho tôi bằng không ai trả lại tiền vé máy bay qua lại của tụi tôi đây sau cùng bạch kiện cũng không có phản ứng gì nhưng cô bé y tá bên cạnh nghe xong lại không nhịn được phải bật cười thật ra là tôi không muốn làm không khí quá mức áp lực vì dù sao cuộc sống cũng phải có chút hy vọng ngày tháng mới có thể tiếp tục được ra khỏi phòng icu tôi nói cảm ơn với y tá vừa dẫn mình vào mấy ngày nay vất vả cho các cô rồi bình thường sức khỏe người anh em này của tôi cực kỳ tốt không ngờ. Không ngờ vừa bị thương là vào hẳn ICU. Tuy rằng tôi biết chắc chắn không qua mấy ngày là anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng tôi vẫn muốn nhờ các cô mấy ngày nay chăm sóc anh ấy tử tế một chút. Cô y tá nghe thế mặt hơi đỏ lên, cảnh sát bạch là vì bắt giữ tội phạm mà bị thương. Anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy tử tế, đồng thời cũng hy vọng anh ấy sớm ngày tỉnh lại, đừng ngủ tiếp trong ICU nữa. Lúc này di động của tôi vang lên, tôi lấy ra xem phát hiện là đinh nhất gọi bây giờ anh ta đang trên đường trở về còn hỏi bên này của tôi có phát hiện gì không tôi hơi bất đắc dĩ nói trên thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh kia chẳng có tàn hồn gì cả chẳng biết có phải vì thi thể bị phá hỏng quá nghiêm trọng hay không nữa đinh nhất nghe rồi lập tức đè nặng giọng nói chắc chắn không phải bởi vì ở hiện trường tôi đã phát hiện một manh mối quan trọng rất có thể có liên quan đến việc thi thể của họ không có tàn hồn, cụ thể chờ gặp rồi nói sau. Phải nói trong ba nhánh đường này, tốn thời gian nhất là phía chú Lê, bởi vì đến giờ tôi cũng chưa nhận được điện thoại của chú ấy, như vậy cho thấy việc chiêu hồn ở bên kia vẫn chưa kết thúc. Sau khi tụ hợp lại với Đinh Nhất, anh ta kể lại hiện trường vụ việc là ở một tòa khách sạn 7 tầng xây cách đây vài năm chưa hoàn thành mà vị trí xảy ra chuyện lại là khu vực rộng rãi nhất ở giữa tầng 5. Tuy rằng hiện trường đã không còn bất kỳ bộ phận thi thể nào, nhưng từ việc trong không khí vẫn dày đặc mùi máu tươi thì có thể phán đoán, tình huống ngay lúc đó cực kỳ thảm thiết. Tuy nhiên mặc dù mùi máu tươi ở hiện trường có đậm nữa, lại vẫn không che giấu được một loại mùi đặc thù khác. Nếu là người khác chắc chắn không ngửi thấy, nhưng mũi của đinh nhất còn thính hơn cả chó cảnh sát anh ta vừa lên đến tầng 5 là đã ngửi ra rồi. Đó là một loại mùi thối rửa chỉ có thi thể mới bốc ra, hơn nữa còn là loại mùi sinh ra sau khi tiến hành xử lý chống phân hủy thi thể, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn không trốn khỏi cái mũi của đinh nhất. Mùi của thi thể? Sao hiện trường lại có thi thể chứ? Lại còn không bị cảnh sát phát hiện? Tôi hơi giật mình. Đinh Nhất lắc đầu nói, cái này thì không biết, có điều tôi chắc chắn không ngửi nhầm, đó chính là mùi xác chết bốc ra sau khi trải qua xử lý chống phân hủy cuối cùng hai chúng tôi cùng nhau đi theo lưu mẫn tìm chú lê đang chữa bệnh cho trước tử kết quả khi chúng tôi đi vào phòng thẩm vấn lại phát hiện chú lê đang ở phòng điều khiển bên cạnh uống trà chơi di động cơ thấy chú nhàn nhã như thế xem ra chắc là bên này của chú có thành quả lớn nhất chú lê vừa thấy chúng tôi đã trở lại bèn vội hỏi chúng tôi có phát hiện gì Tôi tất nhiên là mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói cái gì cũng không cảm nhận được, còn Đinh Nhất kể lại phát hiện của mình cho chú Lê. Chú Lê nghe xong thì trầm tư trong chốc lát rồi nói, xem ra lúc này chúng ta gặp phải gốc rạ cứng rồi. Cái gã tên trước tử này bị dọa rơi mất sản linh trong ba hồn, cũng chính là nhân hồn. Tuy rằng vừa rồi chú đã gọi nhân hồn của hắn về, nhưng lúc nhân hồn chưa ổn định, trước đừng vội bắt hắn nhớ lại chuyện ngày hôm đó chuyện có thể dọa sản linh của người này rơi mất chắc chắn là to lớn vượt quá mức độ mà tinh thần của hắn có thể thừa nhận cho nên sản linh mới rời khỏi cơ thể đây cũng coi như là một loại cơ chế tự bảo vệ mình của hồn phách nếu không hôm đó không khéo hắn đã bị dọa vỡ gan mà chết rồi tôi nghe thế thì hơi giật mình con người thật sự có thể bị hù chết khi đang sống sờ sờ ạ đương nhiên rồi cho nên người ta thường nói ai đó chịu kích thích bị dọa phát điên rồi đây là một kiểu tự bảo vệ mình của hồn phách không điên thì chết hai đường đều có hại dĩ nhiên là chọn cái nhẹ hơn chú lê nghiêm trang nói vậy bây giờ người này thế nào tôi hỏi chú lê chỉ vào màn hình giám sát bên cạnh nói chú đã dặn dò hết rồi cho người theo dõi chặt chẽ từ phòng giám sát khi nào người này ngủ đến lúc tự tỉnh lại đến lúc đó coi như là hoàn toàn khỏi giữa lúc đó tuyệt đối không thể quấy rầy hắn tôi đi tới trước màn hình giám sát nhìn quả nhiên thấy một gã đang dựa vào ghế thẩm vấn ngủ say khò khò vì thế tôi quay đầu hỏi chú lê thằng cha này phải ngủ tới khi nào đây ạ à? chú lê lắc đầu nói ai biết được chờ xem bởi vì bây giờ tất cả suy luận đều cần phải chờ tới sau khi cái gã trước tử này tỉnh lại mới có thể chứng thực từng cái một suy luận gì ạ à? còn cả câu vừa rồi chú nói lần này chúng ta gặp phải gốc rạ cứng là có ý gì Tôi hỏi chú với vẻ khó hiểu. Đầu tiên chú Lê nhìn Lưu Mẫn bên cạnh chúng tôi, không biết có nên nói hay không. Lưu Mẫn cũng là người thông minh, vội đưa đẩy nói mọi người đều mệt mỏi cả ngày rồi, giờ cậu ta đi gọi cơm hộp, để chúng tôi ở lại đây nghỉ ngơi trước đã. Chương 836. Thấy Lưu Mẫn đi rồi, tôi vội hỏi chú Lê, bây giờ có thể nói rồi chứ? Đối phương là gốc rạ cứng cỡ nào ạ? À? chú còn ra vẻ thần bí như vậy chú lê cười hề hề nói ý chú muốn ba người chúng ta bàn bạc trước một chút về các khả năng của chuyện này đã sau đó chờ gã trước tử kia tỉnh lại để xác minh rồi mới nói với cảnh sát bọn họ không phải sao sau đó chú lê nói cho tôi biết từ mùi xác thối rửa còn lưu lại ở hiện trường và mức độ bị tàn phá của thi thể hai anh cảnh sát Xem ra kẻ gọi là đại gia này chỉ sợ là một chuyên gia dựa vào xác chết để vận chuyển ma túy. Mới đầu tôi nghe xong cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng được, vội hỏi chú Lê, điều này không phải có hơi quá vô lý ư? Nhưng chú Lê lại nói với tôi, cháu biết cái gì? Nơi này giáp sông giáp núi với Lào và Myanmar, càng gần Thái Lan và Việt Nam, những quốc gia Đông Nam Á đó luôn có trình độ nghiên cứu phi thường đối với thuật khống chế xác chết cho nên dùng xác chết để vận chuyển ma túy cũng không phải là chuyện gì không có khả năng bây giờ tôi đã hiểu tại sao chú lê vẫn không muốn nói những kết luận đó của chúng tôi cho đám lưu mẫn suy cho cùng những người này ăn cơm nhà nước bọn họ đối với những việc này vẫn nửa tin nửa ngờ nếu chúng tôi không bày rõ sự thật trước mặt họ phỏng chừng chúng tôi có nói họ cũng sẽ không tin cho nên chúng tôi còn phải đợi gã trung gian tên trước tử kia nhanh chóng tỉnh táo lại chỉ có thông qua miệng hắn nói ra sau đó chúng tôi lại ở một bên giải thích cho bọn họ có lẽ trong tình huống bạch kiện không có ở đây phải như vậy mới có thể khiến những cấp dưới đó của anh ta tin tưởng lời chúng tôi gã trước tử kia tỉnh lại muộn hơi so với chúng tôi dự đoán một chút đến tận sau nửa đêm người này mới kêu lên sợ hãi và tỉnh lại từ trong mơ đầu tiên hắn nhìn xung quanh với vẻ mặt mờ mịt có cảm giác như không biết người ở nơi nào nhưng rất nhanh hắn đã nhớ lại tại sao bản thân lại ở chỗ này đám lưu mẫn đã phát hiện trước tử tỉnh lại trước tiên qua màn hình giám sát hơn nữa thần trí rõ ràng bình thường hơn nhiều so với lúc trước mấy chúng tôi và nhóm lưu mẫn cùng nhau vào phòng thẩm vấn tên kia sau khi thấy cảnh sát thì tỏ vẻ hoảng sợ nói quỷ không là cương thi không cũng không phải tóm lại không phải là người người đàn ông đó không phải người sống hắn còn còn Chú Lê thấy biểu cảm của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, vội xoa dịu hắn, trước hết cậu đừng co gấp, cứ từ từ kể lại những việc đã xảy ra từ đầu cho chúng tôi nghe, chúng tôi đều tin những thứ cậu nhìn thấy mà. Có mấy câu này của chú Lê, trước tử hơi bình tĩnh hơn một ít, hắn há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Cuối cùng Lưu Mận rót cho hắn ly nước ấm, sau đó nói bằng giọng điệu bình thản Bắt đầu kể từ sau khi anh và nhóm cảnh sát Bạch cùng đi vào tòa nhà chưa xây xong đi. Trước Tử nghe xong gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện hôm đó sau khi bốn người bọn họ đi vào tòa nhà kia. Lúc ấy tôi và cảnh sát Bạch đi đằng trước, còn hai cảnh sát sắm vai tay sai thì ở đằng sau bê một túi tiền lớn. Khi chúng tôi mới vừa lên đến tầng 5 thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc toàn đồ đen đứng đưa lưng về phía chúng tôi, bên chân anh ta đặt một cái túi du lịch màu đen bởi vì lúc trước chúng tôi đã hẹn trước với đại gia trong điện thoại, hắn dùng túi du lịch màu đen để chứa hàng. Chúng tôi dùng túi dệt đỏ trắng xanh để đựng tiền, cho nên chúng tôi vừa liếc mắt là có thể khẳng định người đàn ông kia là người của đại gia. Mà khi người đàn ông kia xoay người nhìn về phía chúng tôi, lúc ấy tôi lập tức bị dọa choáng váng. Người này tôi biết, một năm trước hắn là một tay đánh thuê hàng đầu bên cạnh Đà gia, nhưng có một lần không biết làm sao mà đắc tội với đại gia, đã bị giải quyết từ lâu rồi. Nếu là người khác, có thể tôi sẽ nhận nhầm. Nhưng tôi tiếp xúc với gã này không phải chỉ một hai lần, cho nên trăm phần trăm không nhận nhầm được. Đây rõ ràng chính là một người chết mà. Lúc ấy cảnh sát Bạch cũng nhìn ra sắc mặt xanh đen lạ thường của tên kia, nên hơi nghi ngờ nhìn về phía tôi, hắn là người của đại gia à. Tôi nói với vẻ hoảng sợ, phải thì phải. Nhưng, nhưng hắn đã chết từ lâu rồi. Cảnh sát Bạch nghe xong lại tỏ vẻ không tin, tưởng tôi đang chơi chiêu trò gì, xoay người mỉm cười đi về phía gã kia. Tôi thầm biết hẳn là chuyện xấu rồi đây, nên muốn gọi anh ta đứng lại, nhưng mà lại sợ ở gần đó sẽ có người của đại gia, vì thế đành phải nơm nớp lo sợ đi theo phía sau cảnh sát Bạch qua đó. Tuy nhiên chuyện xảy ra tiếp theo lại làm tôi bất ngờ, sau khi con quỷ kia thấy cảnh sát Bạch đi qua, tự nhiên duỗi hai tay ra, lập tức xốc ngang cảnh sát Bạch lên sau đó ném anh ta lên trên tường như ném bao tải, lúc ấy đã ném cho cảnh sát bịch đờ ra. Hai vị cảnh sát phía sau tôi thấy thế lập tức trút súng vọt lên, tôi thấy tình hình không ổn, bồi và trốn vào phía sau một đống rác, nhưng đợi một lúc lâu lại không nghe thấy tiếng súng như dự kiến. Kết quả, khi tôi vương cổ nhìn ra, lại, lại nhìn thấy con quỷ kia đã, đã xé nát hai anh cảnh sát đang sống sờ sờ rồi lúc ấy tôi thật sự bị dọa không chịu nổi vì thế lập tức che miệng không cho mình phát ra một chút âm thanh nào lúc này cảnh sát bạch nằm dưới đất đã tỉnh lại khi anh ta nhìn thấy một màn trước mắt thì muốn rút súng ra bắn nhưng ai ngờ động tác của gã kia nhanh một cách kỳ lạ trong nháy mắt đã tới trước mặt cảnh sát bạch thẳng thừng bẻ gậy cánh tay phải của anh ta dưới cơn đau đớn súng trong tay cảnh sát bạch cũng rơi xuống đất anh ta đành phải nghiến răng đá mạnh vào chân gã kia tuy nhiên sau cú đá này gã kia lại không hề phản ứng còn vung hai tay lên đánh cảnh sát bạch đập vào tường sau đó lại ném thật mạnh xuống nền lúc ấy vị trí của hai người bọn họ xích tới gần cửa sổ tôi cũng không thấy rõ cuối cùng cảnh sát bạch làm sao lại rơi xuống dưới lầu sau đó tên kia lại mau chóng đi về phía tôi tôi nghe được tiếng bước chân nặng nề của gã kia từng bước một đi về phía mình Lúc ấy tôi quá sợ hãi, nhưng lại không dám đi ra ngoài, cho rằng lần này mình chết chắc rồi kia. Trước tử nói tới đây thì tạm dừng lại, Lưu Mẫn liền truy hỏi hắn, sau đó thì sao? Trước tử tỏ vẻ nghĩ lại mà sợ, sau đó lúc tôi cảm giác thấy tay hắn sắp chạm đến mình, thì tôi sợ đến hôn mê. Nhớ mấy người cảnh sát, Lưu Mẫn nghe xong, đầu tiên là cả đám đều im lặng không nói. Một lát sau, Lưu Mẫn mới chậm rãi hỏi chú Lê, nếu lúc ấy thật sự có một, một người chết như vậy xuất hiện, vậy hắn làm sao mang đi được hơn 100 ký tiền, còn cả mấy chục ký thuốc viện chứ? Lúc ấy tòa nhà đó đã bị chúng tôi bao vây kín đến rồi cũng không bay lọt rồi. Chú Lê đáp lời cậu ta, nếu là một người bình thường, trên người mang theo gần 200 ký đồ, sau đó lại trèo xuống năm tầng lầu mà thần không biết quỷ không hay, điều này chắc chắn là không thể nào làm được. Nhưng nếu đúng như lời trước tử kể, hắn đã là người chết rồi, vậy hết thảy đều không phải việc khó gì cả. Sắc mặt Lưu Mận rất khó coi, rõ ràng bọn họ đều không muốn tin chuyện này lại có liên quan với cương thi gì đó. Chương 837 Tuy nhiên di thể của hai cảnh sát đã hy sinh còn đang để ở phòng giữ xác của nhà tang lễ kia kìa. Ai có thể dùng tay xé xác người sống chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủn? Còn có dụng ý khi Bạch Kiện bảo tôi đến đây, lúc này xem ra đã rõ ràng mười mươi rồi. Lúc anh ta nhìn thấy đồng đội của mình đầu thân hai nơi, đã biết rõ chỗ không bình thường rồi. Tuy lúc ấy trước tử không nhìn thấy Bạch Kiện rơi xuống lầu như thế nào, nhưng giờ tôi lại nghi ngờ là anh ta tự nhảy xuống. Bởi vì vào giây phút nguy hiểm thế này, nếu không mạo hiểm nhảy lầu để tìm đường sống, chỉ sợ bây giờ anh ta cũng giống như hai cảnh sát đã hy sinh kia, thành một cái xác cục chân cục tay rồi. Tưởng tượng đến việc trước có thể là Bạch Kiện tự nhảy từ tầng năm xuống, Tôi thật sự khâm phục sự dũng cảm và ý chí của anh ta từ tận đáy lòng. Nếu là người bình thường, phóng chừng đã sớm bị dọa đến những cái chân, còn có thể nghĩ đến mạo hiểm nhảy lầu để tìm đường sống ư? Bây giờ làm sao đây? Chúng tôi cũng đâu thể báo cáo lên các sếp rằng chuyện này là do cương thi làm." Lưu Mẫn hơi xấu hổ hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói với cậu ta, "Tất nhiên là không thể nói như vậy." cho nên việc cấp bách hiện giờ của các cậu vẫn là phải bắt được tên đại gia kia chỉ cần có thể bắt được hắn phá được vụ buôn lậu thuốc phiện này vậy thì trước đó rốt cuộc là thứ gì giết cảnh sát đánh bạch kiện bị thương cũng không quan trọng nữa bởi vì kết quả cuối cùng đều sẽ tính lên đầu đại gia cho dù hắn ngụy biện nói hai cảnh sát không phải là do hắn giết tiền hàng cũng không phải hắn cướp nhưng vậy cũng vô dụng bởi vì trong mắt mọi người đây chỉ là hắn đang cứng đầu chống đối thôi Lưu Mẫn hiểu ý tôi, họ cũng muốn nhanh chóng bắt được tên đại gia này, nhưng vấn đề hiện giờ là, ngay cả cộng lông của đại gia họ cũng chưa nhìn thấy mà đã hai chết một bị thương rồi. Giờ còn muốn bắt được người thật, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Hơn nữa căn cứ vào tình huống lúc ấy mà trước tử miêu tả, mục đích của cái gã không phải người không phải quỷ kia rất rõ ràng, chính là cướp tiền giết người. Tôi đã từng hỏi trước tử, có phải lúc người của chúng tôi đi vào đã để lộ sơ hở gì hay không, để bọn chúng nhìn ra mấy người bạch kiện là cảnh sát. Trước tử nghĩ ngợi rồi nói, chắc hẳn là không đâu, bởi vì chúng tôi đi vào còn chưa nói chuyện gì cả, tên kia đã bắt đầu ra tay rồi. Nghe trước tử nói như vậy, tôi càng thêm khẳng định suy luận trước đó, xem ra lần đầu tiên tên đại gia này giao dịch với lão phí chỉ là một cái mồi câu, chính là để một lần câu trúng hắn, sau đó đen ăn đen cướp tiền giết người lòng dạ tên đà gia này cũng tàn nhẫn thật. Nếu không phải lúc ấy ngoài tòa nhà có cảnh sát đặc nhiệm mai phục, tôi đoán người của đại gia sẽ đến thu dọn hiện trường nhanh chóng. Đến lúc đó, cùng lắm là mấy tay buôn ma túy biến mất trên đời một cách thần không biết quỷ không hay mà thôi. Suy cho cùng, làm gì có tay buôn ma túy nào trước khi đi giao dịch rồi còn oan oan khắp nơi, báo mình muốn đi buôn lậu thuốc viện đâu. Cho nên mặc dù là chết rồi bị người ta chôn cũng không ai có thể tìm ra chúng chỉ là đám đà gia nào ngờ lần này lại chọc tới cảnh sát lúc ấy tôi bèn hỏi trước tử kia anh còn quen đũa hay nĩa linh tinh nào làm người trung gian giống anh không trước tử có nghĩa là cái muỗng bởi vậy tiến bảo mới hỏi muỗng có quen đũa hay nĩa nào không ban đầu trước tử không hiểu cho đến khi lưu mẫn nhịn cười bảo trừ anh ra còn có ai từng làm người trung gian cho đà gia không Lúc này trước tử mới hiểu ra tôi đang chế nhạo hắn, vì thế vội vàng suy nghĩ và nói, tôi quen một người tên A Phát. Lúc trước hắn cũng từng làm trung gian cho đại gia, nhưng mấy năm trước hắn hoàng lương không làm nữa, tự mở khách sạn nhỏ. Tôi nghe thế thì gật đầu, sau đó quay lại rút ra một tờ giấy A4 từ trên bàn đặt trước mặt trước tử, biết tất cả thông tin anh biết về A Phát. Sau đó chúng tôi bàn bạc với nhóm Lưu Mẫn lần này ba chúng tôi giả mạo thành nhà buôn lớn ở phương Bắc đi tiếp xúc với đại gia. Nếu hắn biết thuật khống chế xác chết, vậy tất nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn ra hoàng khí của cảnh sát. Cho nên để ba gương mặt của người trong nghề tiếp xúc, chúng cũng không dám tùy tiện làm hành động ngán chân gì đó với chúng tôi. Nếu không, để nhóm lưu mẫn đi, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Xét đến cùng thì tên đại gia này là một tay độc ác tàn nhẫn. Thời điểm mấu chốt chắc hẳn hắn sẽ chẳng để ý việc giết thêm mấy cảnh sát nữa. Căn cứ vào tư liệu trước tử cung cấp, hôm sau ba chúng tôi tìm tới khách sạn nhỏ mà A Phát mở. Tuy ở vị trí hẻo lánh, nhưng có thể thấy khách khứa ghé vào đúng là không ít. Sau khi chúng tôi vào trong, đầu tiên là hỏi thử có phòng ba người hay không, một người đàn ông trung niên sau quầy nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói, còn một phòng 98 tệ một ngày tôi gần như có thể lập tức khẳng định người đàn ông này chính là a phát mà trước tự nói bởi vì trong tư liệu mà hắn biết có ghi rõ bên má trái của a phát có một vết sẹo do dao rạch từ gốc lông mày đến khóe miệng nếu không phải trước đó có chuẩn bị tâm lý đúng thật là tôi sẽ bị khuôn mặt thẹo này dọa cho nhảy dựng lên có lẽ là nghe ra khẩu âm của chúng tôi là từ nơi khác vì thế a phát cười nói với chúng tôi các vị tới chơi à tôi nghe thế thì tỏ vẻ kính đáo đáp theo ông chủ chúng tôi đến đây làm chút chuyện thôi lấy một phòng ba người cho chúng tôi đi đúng rồi buổi tối chỗ anh đây có cớm kiểm tra phòng không hả a à phát cười hì hì nói cái khác tôi không dám nói chuyện này thì ba vị cứ yên tâm đi chúng tôi đều là khách sạn kinh doanh hợp pháp cảnh sát không có việc gì thì tới kiểm tra phòng làm chi chứ tôi gật đầu rồi lấy chứng minh thư ra làm thủ tục nhận phòng Hiện giờ ba người chúng tôi hóa trang, chia thành chú Lê là ông chủ mang vẻ mặt cao thâm khó đoán, đinh nhất là tay đánh thuê vẻ mặt sát khí, mà tôi cũng chỉ đành làm một tên tay sai chạy ngược chạy xuôi, còn phải đi theo sau mông chú Lê sách túi, rót nước, mở cửa xe. Căn cứ theo lời trước tử, tuy khách sạn nhỏ này của A Phát Thoạt nhìn không thu hút, nhưng thực tế lại là nơi tập kết đại lý hàng từ Nam Chí Bắc bằng không loại thân phận trung gian như a phát mà muốn chậu vàng rửa tay khả năng rất nhỏ bởi vì loại người này đã biết được quá nhiều cho nên thông thường khi trung gian rút lui không làm nữa sẽ đi xa xứ tha hương nếu không muốn chết thì phải đi được bao xa thì đi như a phát được ở lại bản địa mà còn có thể sống đàng hoàng đúng là một trường hợp đặc biệt cho nên chúng tôi đều nghi ngờ hắn hoàng lương cùng lắm chỉ là mặt ngoài thôi còn trên thực tế lại là lợi dụng cái khách sạn nhỏ này làm căn cứ, thay đại gia hỏi thăm thêm nhiều tin tức về các đại lý buôn ma túy nước ngoài đến đây để nhận hàng. Tác phong xử sự của ba chúng tôi đều có vẻ kín đáo, bởi vì nhà buôn chân chính tới thu mua hàng đều như thế, hơn nữa càng là buôn lớn thì càng bí ẩn. Chúng tôi càng không chủ động tiếp cận A Phát, chính là vì cố ý khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Quả nhiên, vào buổi trưa khi chúng tôi ra ăn cơm, Hắn đã chủ động tiếp cận, hỏi chúng tôi có muốn thuê xe hay không?" Trong tay hắn có mấy tài xế taxi thành thật biết việc ở địa phương, chương 838. Chú Lê nghe A Phát nói như vậy thì quay lại nhìn tôi, thế là tôi vội vàng cười với A Phát nói, "Cảm ơn, chúng tôi quen tự lái xe rồi." Câu trả lời này của tôi coi như là lễ phép từ chối, nhưng ý cũng rất rõ ràng, chính là chuyện của chúng tôi không cần anh quan tâm. A Phát cũng hiểu không nói gì nữa, nhưng tôi có thể nhận ra hắn có hứng thú với chúng tôi nhiều hơn là giới thiệu taxi. Sau bữa ăn, ba người chúng tôi lượn một vòng quanh huyện, làm quen với địa hình nơi này, sau đó mới làm bộ như vừa làm xong việc, mệt mỏi về lại nhà nghỉ của A Phát. Vừa vào cửa đã thấy A Phát và mấy người địa phương đang thì thầm nói chuyện gì đó, thấy chúng tôi đi vào, hắn nhiệt tình nói, "Mọi người về rồi, ăn cơm tối chưa?" Tôi cười nói, chúng tôi chưa kịp ăn anh làm mấy món đơn giản đưa lên phòng nhé muộn rồi chúng tôi cũng ngại ra ngoài a phát nói một câu không vấn đề gì sau đó đuổi mấy người kia về một mình vào bếp rất nhanh chúng tôi mới lên phòng được một lát thì a phát đã bưng bốn món xào và một âu cơm đi vào thấy sau khi để đồ ăn xuống a phát định đi ra ngoài đinh nhất nhìn tôi ra hiệu anh ta vẫn còn ở ngoài cửa chưa đi hẳn Tôi cố ý thấp giọng nói, ông chủ, lượng hàng lần này nhiều quá, không còn mấy nhà có nhiều hàng như vậy, hay chúng ta gom hết lại đi. Chú Lê đi đi lại lại mấy bước trong phòng, sau đó u sầu nói, không được, như thế quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ bị cớm để ý. Chúng ta chưa quen chỗ này, gấp như vậy thì làm sao tìm được người có nhiều hàng chứ? Tôi dùng giọng gấp gáp nói. Chú Lê không trả lời tôi ngay, ông ấy suy nghĩ một lúc mới ung dung nói chiều nay tôi nghe một nhà buôn bản địa nói chủ hàng lớn nhất ở đây là đại gia hàng của hắn nhiều mà hàm lượng tinh khiết lại cao chỉ là nghe nói trung gian của hắn gần đây đã bị cảnh sát bắt nên hiện nay đại gia sẽ không có động tĩnh gì lớn lúc này đinh nhất lặng lẽ đi ra cạnh cửa nghe ngóng sau đó lắc đầu nói đi rồi tôi và chú lê nhìn nhau cười nếu a phát thực sự là tay trong của đại gia Tôi tin là chẳng mấy chốc nữa sẽ có người chủ động liên hệ với chúng tôi. Sau đó chúng tôi phân tích cách làm ăn của đà gia. Nếu là mấy tiểu thương mua hàng nhỏ lẻ, chúng sẽ giao dịch bình thường. Nhưng nếu đối phương muốn mua nhiều hàng, thì khi giao dịch sẽ cầm theo một lượng tiền mặt lớn. Lúc đó chúng sẽ bày trò giết người cướp tiền, thần không biết quỷ không hay. Chúng tôi vốn cho rằng phải ở đây vài ngày mới câu được con cá lớn đà gia này, không ngờ sáng sớm hôm sau đã có một tờ giấy được nhét vào khe cửa, trên đó viết, muốn hàng, tối nay gặp ở quán Ba Lam Hồ, Đà Gia. Trong giai đoạn này, chúng tôi với hắn vẫn chưa tin tưởng nhau, cho nên chuyến đi này chỉ có thể là tôi và Đinh Nhất đến xem tình hình thực tế thế nào, hoặc là không đi. Cuối cùng cân nhắc lợi hại, quyết định vẫn để tôi và Đinh Nhất đến đó, tất nhiên, dù hai chúng tôi cùng đi nhưng sẽ có một người trong tối một người ngoài sáng, đề phòng xảy ra chuyện về phần lưu mẫn họ tự sẽ toàn lực phối hợp với chúng tôi quét sạch mấy nhà buôn nhỏ ở đây có quan hệ với đà gia để không khiến đà gia nghi ngờ họ vẫn sẽ để lại mấy người mua giả giả thật thật ở những nơi khác nhưng đều có cảnh sát mật giám sát chỉ sợ bọn chúng không dám liên lạc với kẻ truyền tin của đà gia nếu không một khi liên lạc có thể sẽ bị truy ngược lại đêm đó ở quán ba lam hồ một mình tôi ngồi trong góc theo dõi tình huống trong quán bar, còn Đinh Nhất phụ trách đảm bảo an toàn cho tôi trốn ở đâu thì không biết. Có lẽ còn sớm, lúc này người đến quán rượu không nhiều lắm, thỉnh thoảng có mấy đám thanh niên nam nữ top 5 top 3 đến nhưng đều uống rượu cầm chừng, rất ít người uống thả cửa sau vụ nhặt xác kia. Trong lúc đó cũng có không ít người đẹp đến bắt chuyện với tôi, đã từng nghe danh đến Vân Nam sẽ gặp được gái đẹp, nhưng tiếc là diễm ngộ này không đúng lúc nên tôi dành khéo léo từ chối. Đột nhiên, có một người đàn ông đen gầy đẩy cửa đi vào. Dù sao người đến đây một mình như tôi cũng rất hiếm, cho nên tên này vừa xuất hiện thì tôi lập tức cảnh giác. Gã này sắc mặt xanh đen, có cảm giác bệnh tật. Đầu tiên hắn đi đến chỗ quầy ba thì thầm mấy câu với bartender, sau đó bắt đầu vô tình nhìn sang tôi. Khí chất của người đàn ông này hoàn toàn đúng với từ người trong ngành. Cho dù hắn là người sẽ gặp chúng tôi tối nay thì cũng chỉ là một kẻ lâu la của đại gia mà thôi xem ra cả hai bên đều không tin tưởng nhau. Làm nghề này, ai cũng đề phòng cao độ, đừng nói là người lạ như chúng tôi, ngay cả người thân bên cạnh cũng không hoàn toàn tin được, nếu không chỉ cần không chú ý thì có khi chết thế nào cũng không hay. Cứ như vậy, chúng tôi thỉnh thoảng lại để ý nhau đến tới hơn nửa đêm, tên kia mới bưng hai chén rượu đến trước mặt tôi nói, người anh em, đi một mình à. Tôi gật đầu, ra hiệu mời hắn ngồi xuống nói chuyện mới đầu chúng tôi chỉ nói chuyện phím về sau hắn đi thẳng vào vấn đề nói mình tên từ bính là đàn em của đà gia hỏi chúng tôi có phải là muốn mua hàng không tôi cười nói cái gì hàng với không hàng chúng tôi là người làm ăn bình thường có phải lão đại của anh hiểu lầm gì không từ bính thông minh cười nói người anh em cẩn thận một chút cũng không sai nhưng đừng cẩn thận quá nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt nói thật cho cậu biết vậy Hiện nay trong tay đà gia hiện nay vừa hay có một lượng hàng lớn chờ xuất đi, chỉ cần các cậu có tiền mặt, mua nhiều, đà gia có thể hạ hai giá. Tôi nghe giật mình, hai giá? Độ tinh khiết thế nào? Từ bính nghe xong liền đưa một bọc hàng mẫu nhét vào tay tôi nói, thuần hay không thuần cậu thử một chút sẽ biết, tuyệt đối khó tìm được đồ tốt hơn. Vậy số lượng? Ít nhất là 50 kg. Từ bính thì thầm tôi gật đầu nói chuyện nhỏ chúng tôi cần gấp hai ba lần số đấy chỉ là hàng này có được hay không tôi còn phải về để ông chủ quyết định anh để lại cách liên lạc đến lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc lại